Đá anh em ơi, con Rafi đó thì mình thấy cho mình chắc cũng nửa ký á. Xuống sao mà lên cá trước chứ. Lên hàng nữa kìa anh em. Bây giờ hàng to không? Hàng rồi anh em ơi. Chưa lên hàng rồi anh em ơi. Ủa đi quán ngủ ghê vậy trời. Tiếp tục là quay lại điểm câu cũ bữa nha anh em. Thì bữa dính con cá to được thằng máy thôi. Thì tâm vui rất là nhiều mà nó không ăn. Nên mình xuống thì mình ra mồi ra đồ xong xuôi hết rồi. Vẫn là câu cần máy nhưng mà tâm thì không thấy, nhưng mà vẫn thấy có tín hiệu là phá mồi nha nè, phá mồi nhẹ 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 và cũng lâu lâu cũng thục chòi giật được một hai phát. Giờ mới quay mở máy lên xem thì hôm nay là không thấy tâm nhưng mà lại ăn, còn bữa là tâm rất là nhiều nhưng mà mồi nó không ăn, không đụng tới mồi. Ok, thì xem là hôm nay được cá gì to không. Cá đang ăn nè. Thì giờ thì 11 giờ rưỡi trưa cá nó ăn, thường mình câu sáng buổi chiều thì mình không thấy nó ăn mà nó ăn. Bây giờ mình xuống buổi trưa thì thấy nó ăn nè, mình quăng mồi xuống là bắt đầu thấy nó chọi phao. Nói chung là nó không phải như cái to ăn mà là cái con nó phá hay sao nè, nhưng mà nó vẫn tín hiệu ăn mạnh nha. Còn vừa tầm quá trời tầm mà chẳng thấy nhúc nhích cái phao luôn, thì nó xuống ăn liên tục luôn nè. Liên tục thì lại không có tâm. Cá này lạ thật anh em. Bình thường thì có tâm là nó phải ăn, còn tâm không ăn, ăn thì nó không có tâm. Không hiểu nổi. Không có đổ phao nha, nó chìm xuống đáy xong đầu nó nhích 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 xong mồi nó lên từ từ từ. Cá sẽ quay cho anh em xem nè, xem là nó có ăn liền không. Ăn luôn kìa, ăn nhưng mà nó không có kéo xuống nữa, nó cứ đẩy lên từ từ, nhưng mà nó cũng không có làm mạnh lắm, không có nhanh lắm, cứ từ 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 cũng nhịp nhịp nhịp. Có đồng đội mình đang xuống nha anh em. Xem đây là đồng đội mình sẽ câu lên cá không. Mình ngồi có nhịp nãy giờ nên chưa lên. Đây, chắc ngồi bên đó đó, ở phía bên đây. Có cái sạp nhỏ bên đó. Mình ngồi bên đây. Cá anh em ơi. Con Rafi đó thì mình thấy cho mình chắc cũng nửa ký á. Xuống sao mà lên cá trước chứ. Chạy qua cho anh em xem cá. Ngồi nãy giờ chưa thấy gì, xuống sau lên được con cá rồi. Ủa, nửa ký à? Đó. Rồi, nửa ký. Bọc cá, bọc cá. Ngon không? Rồi, nửa ký ạ. Bọc cá nha, bọc cá nha. Phê nhờ. Mới xuống. Mới vừa đi qua cho nửa chế lê xong quay lại giật con cá lên luôn. Chưa ra gọng ra gì bật nữa kìa. Ủa? Cái cần nào á? Thằng lớp 7 hả? Ủa, đang trong bờ hả? Cá ăn 2m7 anh em ơi, 3m6 nó không ăn rồi. Không lẽ giờ mình thụt lên trên bờ mình ngồi chứ. Mới lên con nửa ký nữa rồi anh em. Hai con ký rồi đó. Mình vẫn chưa gì mới bị mất gốc đứt dây à. Hàng rồi anh em ơi. Chưa lên hàng rồi anh em ơi. Ui mình đi quán ngủ ghê vậy trời. Khủng luôn rồi anh em ơi. Ui coi cần kìa, coi cần kìa. Dữ lắm rồi, con này dữ lắm rồi. Nãy giờ nó quán ngủ bên đây, ăn liên tục bên đây. Còn hàng không chứ. Nó không chạy thẳng thì khỏi buông dây. Ôi to to. Ê, thẳng cái dây kìa kìa. Đừng buông nha. Rồi lên được mà, cong mà lên được, ép lên luôn. Từ từ thôi, nó khỏe lắm. Nhưng mà ép là nó lên luôn là nó không có xuống nữa. Rồi căng luôn. Cương như nó luôn. Đấy, đấy. Chắc ký á. Hàng không di ta chỗ này. Con này đựng ký rồi, ký hơn ký rồi. Ôi trời ơi, chạy rồi. phê chưa. Xem người ta phê thôi, mình chưa có gì. Rồi lật bụng rồi. Giờ cầm vô xa xa. Quá đã.
Bọc cá. Ở đây cá ăn mạnh nha anh em. Mạnh mà ổ bên đây thôi. Wow. Bên kia không có gì. Bằng bàn tay đây. Ký hàng ký. Sướng. Mình lên hàng liên tục chạy. Ba con 2 ký, hơn 2 ký rồi đó. Mình im ru im ra nè. Đang bắt mới được để anh em nói làm mớm thủ nữa. Buồn lắm. Anh em xem cái bãi cho mình là tâm nè. Ôi trời. Mà nó không ăn. Bên kia có thấy gì đâu mà nó ăn liên tục. Giống như tâm chấm luôn nha. Giống cái chấm nổi à. Ớn không? Cái bên nó ăn là nó nghe mùi nó vô nó ăn. Ở ngoài cũng tâm luôn kìa, tâm phía ngoài luôn kìa, tâm xung quanh luôn, vòng vòng cái phao luôn. Ăn đâu? Căng như căng 8 luôn rồi đó. Lửng gì nữa. Quá ngủ quá ghê này mày, tầm quá trời mình mới bị bông con luôn. Rồi bị bông phát. Dứt cước út phát. Chưa kịp ngó nó gì nó bông mất rồi. Giờ quá trời tâm này, quá ngủ mạnh rồi nè. Mình giờ gắng bắt được con hàng mới được. Để bên kia lên hàng quá trời luôn rồi. Lên hàng nữa kìa anh em. Bây giờ hàng to không. Con này cũng nửa ký nữa rồi. Sao tầm sai đó nó quá ngủ ghê nhỉ. Mình chưa có con nào hết, bên kia 4 con rồi anh em. Buồn dễ sợ luôn. Đi sao mà cá 4 con rồi. Chán rồi. Tuyện bao cá về anh em ơi. 4 con à? 3 con nửa ký, 1 con 1 ký. Được 2 ký mấy rồi. Nghe nè. Rồi có việc về trước rồi anh em ơi, mình vẫn còn ngồi. Nãy giờ mình được có 1 con nhỏ xíu à. Không đáng kể. Giờ mình vẫn tiếp tục chiến đấu xem tới chiều qua đây được con nào to to không. Như vậy mớm quê lắm anh em. Vừa lên con chép anh em ơi. Ăn gần bờ luôn, ăn sát bờ luôn. Này dữ tâm quá trời tâm. Đây con chép. Đây bà, ăn lên xe gần máy nha, mình câu phía trong gần tay. Ui xa, con chép. Kỹ máy. Nãy mình gần lên xe mình đây, mình quăng ngay đây luôn anh em. Tại vì mình thấy mấy bữa nay mình câu tâm quá trời tâm mà nó không có ăn chứ. Nên mình cứ quăng cái lên xe ở đây. Thường thường mình không bằng tay, nếu mà tâm nhiều thì không cái to cũng cái con nó phá, mà cái con nó không phá thì chỉ có cái to thôi. Mà càng tay nó nhát nó không ăn, mình câu lên xe thì nó ăn luôn. Mà mồi thì chỉ có cắm chim với lại cắm tâm thì mà nó ăn. Mà cái chép vô gần bờ ăn không hiểu nổi. Đây chín con, 2 con nữa rồi anh em ơi. Nó ăn cũng khá là mạnh nha anh em, nhưng mà nãy giờ mấy phát mình được không dính nha. Nếu phát mà nó ăn mạnh vì không dính, nói chung là giờ có cái con nó phá cũng hơi nhiều, mà có mấy phát ăn mạnh thì cũng không dính được. Lên con chép này rồi thì chắc là có thể là cái con nó vô nhiều hơn, vì tầm nhiều quá, cá to nó quy vòng mà cái con nó không phá là nó chạy hết, còn là cá to nên là nó không ăn. Giờ là dính được cá to thì nói chung là mấy cá bự kia nó cũng giạt ra thì cũng thể là cái con nó vô ăn. Nhưng mà có tín hiệu câu hơn mấy đợt trước, câu chả thấy tín hiệu gì. Giờ này thì cái con nó vô nó ăn rồi. Thì mấy bữa trước mình câu cũng tâm rất là nhiều mà cái con chả phá, giờ thì có cái con rồi. Cá to nó vô sát bờ nè. Thì các to nó quấn ổ ngay chỗ mình câu là không có con nào phá luôn. Nó không ăn. Thì nó vô sát bờ luôn nên là có cái con đang ngay ổ rồi. Giờ mình câu tí nữa, 5 giờ thì về thôi. Tìm được con gì nữa không? Thì cái con nó còn phá nhẹ nhẹ thôi nè. Nó không ăn, nó phá mồi thôi. Nãy mình cũng giật được mấy con. Mình không có quay. Đây. Ok, đây được con chép. To. Chi mấy anh em ơi, mốt thứ 2 gì đấy. Lâu lắm rồi được dính được con chép. Mà nó ăn lăn xê gần bờ luôn chứ. Thì tâm quá trời mà con bàn tay nó không ăn. Mình thấy tâm đi vòng mình quăng lăn xê ngay đây luôn. Nó cũng dính luôn. Ok, hẹn anh em ở video con cá tiếp theo nha. Này thì chung là cá khá ăn mạnh. Rồi, bây giờ thì cũng đổ về thôi nè mày. Trời cũng mưa nữa rồi. Hẹn anh em ở những video con cá tiếp theo nha. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye anh em.